Xin chào tất cả các anh em đã đến với DH Audio. Thì vừa rồi anh em cũng rất là hỏi về một số các loại thùng bát 50. Thì tôi cũng có rất là nhiều những cái thùng bát 50. Thì những anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp vào DH Audio. Tất nhiên là đối với những thùng thì anh em biết là thùng này lớn, nó là nặng, cho nên là khi vận chuyển thì cũng mất đôi 300 ngàn tiền cước gì đó. Thì theo tôi đoán như vậy. Ngoài ra thì đóng xốp nó cầu kỳ lắm, vì thùng cho nên là khi đóng thì đều gửi đến cho anh em thì phải đóng cho nó an toàn, khi vận chuyển nó không bị chảy xước gì, cho nên nó hơi vất vả đôi chút. Tuy nhiên là cũng khó, nhiều anh em cần thì có thể liên hệ đến. Thùng thì có loại thùng không, có những anh em nào là lấy cái loại thùng mà đã có bát, có bình, có chét rồi thì cũng có thể liên hệ. Còn nếu mà đã có mạch rồi thì có mic rồi thì ta chỉ lấy những phần còn lại thôi. Thùng thì được thiết kế rất là đẹp cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm, vì thùng được thiết kế theo tiêu chuẩn của bên tôi. Nó khác với tự đóng, thì tự đóng thật sự mà nói thì nó mất thời gian, mà đôi khi đóng ra đôi khi nó lại không đẹp nữa, nó khó khăn hơn. Vít ốc ở dưới chân đầy đủ nhé, thì anh em về có thể tự lắp bát này, lắp chét này, lắp mạch, bình vân vân, rất là nhiều thứ phải làm nữa. Tuy nhiên thì anh em nào mà nhắc lại là nếu như mà cần loại thùng mà đã có bát rồi, có chét rồi, có bình rồi, có phân tần rồi, về chỉ có lắp mạch và mic nữa thì anh em có thể liên hệ cho tôi, nó có cái giá riêng của nó. Rồi ok, thì video này tôi xin phép tạm dừng tại đây và giới thiệu ngắn qua thôi, vì thùng này trước đây tôi cũng đã giới thiệu rồi.